Chào các bạn, hôm nay mình xào rau tỏi gấu với tim gà rất là ngon. Mình chia sẻ với các bạn cách làm nhé. Rau này có mùi thơm giống vị tỏi và con gấu rất là hay thích bới củ ăn, trên người ta gọi là rau tỏi gấu đấy. Này là bạn mình đi thu hoạch được rau tỏi gấu về và cho, cho nên là tiện mình có tim tươi thì mình bỏ ra xào luôn. Tim thì mình đã rửa sạch và bây giờ mình rạch một chút ở phía đầu để cho nó nhanh chín, và nếu có tiết đọng thì mình cũng sẽ dễ dàng mình rửa. Sau đó thì mình sẽ đổ nước sôi và mình trần tim 2 lần. Mình phải trần 2 lần để cho tim nó gần chín, để sau đó khi mình xào thì mình sẽ xào nhanh mà nó không bị đỏ. Rau tỏi gấu thì tầm tháng 4 này đang mới mọc còn rất non, chưa ra hoa, ăn rất ngon và bổ. Nó có nhiều công dụng tốt cho tim gan và hệ tiêu hóa, tăng sức đề kháng, giúp chống bệnh ho, dị ứng, chống cúm, khó thở. Nó có nhiều vitamin C, nhiều vitamin A, B1, B2, nhiều chất sắt. Tây họ sử dụng như là một loại rau gia vị, hoặc cho vào súp, cho vào bơ, bôi bánh mì hoặc là ăn sống. Còn chúng ta thì xào như là xào rau muống hoặc là quấn chả giống như là chả lá lốt hay là chả xương sông. Quấn thịt rán thì mùi tỏi rất là thơm. Nó không đọng mùi lâu trong nhà như là mùi lá lốt, nên là nhà mình rất thích quấn thịt với lá này. Nó ngon vậy nhưng mà mình thấy trong mạng nó khuyến cáo rằng là không nên ăn quá nhiều, với lại người bị đau dạ dày hoặc là người huyết áp cao thì không nên ăn. Cho nên là các bạn chú ý. Bây giờ tim mình đã trần kỹ 2 lần rồi, nó cũng gần chín rồi. Bây giờ mình cho vào mình xào qua. Gia vị thì mình đã ướp lúc nãy rồi, gồm có 1 thìa muối và 1 thìa bột nêm cho 4 dạng tim. Mình xào cho nó chín xong rồi mình sẽ đổ ra rồi mình xào rau riêng. Dầu sôi thì bây giờ ta cho rau và xào. Rau này Tây người ta còn ăn sống chứ là mình xào tay tái thôi là được. Sau đó các bạn sẽ nêm lại cho nó vừa. Mình thì mình nêm khoảng độ nửa thìa muối và 1 thìa bột nêm. Ngon, thêm mùi tỏi rất là thơm các bạn ạ. Chỗ này là bạn mình trồng cho nên là không phải mua. Còn nếu mà mua thì sẽ là rất đắt. Nhớ năm ngoái ở chợ Rời thì họ bán một cái bó độ khoảng 20-30 cái lá mà họ bán gần 2 đồng đấy, 2 eo. Nếu mà mua những cái bó lá con đấy thì phải 5 bó thì mới đủ được bữa xào, là 10 eo chỗ này đấy. Năm nay chợ Trời chưa họp cho nên là chưa thấy bán. Còn nếu mà bán thì chắc là còn đắt hơn, bởi vì là ăn để chống dịch, phòng dịch Covid. Ngon lắm các bạn ạ, nó non cho nên là nó lại vừa ngọt lại vừa thơm. Nó mùi tỏi cho nên là nếu có thịt bò xào thì lại càng hợp. Tim gà tươi giói thì cũng ngon không kém. Vậy là mình đã hoàn thành xong món tim xào tỏi gấu. Các bạn nếu thấy hay thì chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để nhận thông báo khi mình có video mới nhé. Nếu có yêu cầu thắc mắc gì thì các bạn cứ ghi lại ở phần bình luận nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp nhé.